kế hoạch giảm cân cho Quàng Thượng Gạo. Cơm với gạo à? Gạo à? Ôi trời ơi! Các bạn ơi, nhìn này. Ui, nó to lắm. Ủa, mèo mới thay skin à chị ạ? Mèo cũ đấy, nhưng mà càng lớn thì càng đen, không biết tại sao nữa. Chắc là hàng pha keng người ta bán rồi. Con này hồi bé người ta bán cho trông nó cũng... trông nó cũng không được trắng lắm, gọi là trắng như bạch tuyết thì là cũng không phải, chứ con nó trắng thôi. Chứ con này lúc về nó cũng hơi đen, nhưng mà càng lớn nó càng đen hơn, không biết tại sao. Chứ còn với cả, à, mình biết tại sao rồi. Mình biết tại sao rồi, tại cái giường này mọi người. Từ lúc mà cái giường này mẹ mình trải cho mình cái chiếu nâu này là nó tối thui luôn, nó sâu hun hút luôn. Là các bạn xem livestream của mình, các bạn cảm giác như là phía sau mình nó là một cái mẹ background của phim kinh dị vậy á. Tức là nó tối quá đúng không, nhìn không ra. Con mèo mà nó nằm trên cái background này trông nó càng đen. Đấy, trong khi mình ngồi ở đây xong rồi ánh sáng chiếu vào mình thì mình nổi lên, còn nó thì chìm đi, nên các bạn cảm giác thế thôi. Chứ còn thực ra thì con này nó vẫn như vậy, nó chẳng khác gì cả. Đây, để bằng chứng cho mọi người, cho mọi người tin thì mình sẽ giơ nó lên trên này. Đấy, trời, trắng xinh luôn. Yeah, trông thế này mà bảo người ta đen, trông có chán không? Đấy, gạo quay ra, gạo xoay vòng cho mọi người xem. Đấy, đấy chưa, vẫn trắng như ngày nào luôn. Chẳng qua là cái background nó tối quá, nên là các bạn nhìn con mèo các bạn tưởng là nó mới thay skin, nhưng mà không phải, vẫn skin cũ thôi nhỉ. Chả có gì mới mẻ cả. Hello mọi người, cái say hello cái. Hello, hello human. Đó, chào cái nhanh. Hello human nhanh. Mặt trông hơi bồ láo tí mọi người. À ừ, béo, béo thì có béo hơn. Béo chứ lúc nào chả béo. Đây cho mọi người xem. Đấy, chỗ này là bao nhiêu tiền của gia đình cháu đấy, không phải là tự dưng mà béo được cỡ này đâu. Với cả dạo gần đây là để cổ vũ gạo ăn kiêng, nên là nghẹo nó cũng không được ăn nhiều. Bình thường là mình sẽ đổ thức ăn ở đấy, cứ hết hạt là mình lại đổ ra. Nào, mặt tươi tỉnh lên cái. Cứ hết hạt thì mình lại đổ thêm, thì thông thường thì là như thế. Thế nhưng mà dạo gần đây là con gạo nó bị mọi người phê bình nhiều quá, mọi người chỉ trích nhiều quá, mọi người nói nhiều quá. Nói chung là cũng buồn, mà nó buồn thì mình cũng buồn, dù sao thì mình cũng có lỗi trong cái việc là để nó béo đến cỡ này đúng không mọi người. Đấy là cũng lỗi mình. Thế là mình mới tâm sự với gạo, mình bảo thôi gạo ơi giảm cân đi chứ béo quá. Vì mấy con mèo ở trên mạng mà nó béo quá, nó thành quả dưa hấu ấy mọi người, trông đi lại vất vả lắm. Thì mình cũng thương con này, kiểu như là thương thì cũng biết làm kiểu gì cơ, kiểu thương mà không cho nó ăn thì cũng buồn, cũng thương nó mà cho nó ăn thì nó béo quá cũng thương nó. Thế là động viên là thôi giờ nhà mình giảm cân cho gạo đi. Thì con này nó cũng không có chịu chạy nhảy gì cả, không chịu lao động, không chịu gọi là gì hoạt động gì cả ấy. Thế là mình mới cất cái bát hạt của nó lên trên này. Mình tức là mình có một cái chồng sách cao cỡ này và cái cây máy tính nó cao cỡ này. Thế là mình cất bát hạt lên thì mình quên mẹ luôn các bạn. Vãi cầu. Tại vì một trong những cái lý do khiến cho mình luôn luôn đổ đầy bát hạt đấy là bởi vì mình không thể nhớ được là giờ nào cho ăn cả, nên là mình cứ đổ đấy, khi nào mà chúng nó ăn thì chúng nó ăn thôi, chứ còn mình không biết là giờ nào nó ăn thì mình hay quên lắm. Thế là hôm nay để giảm cân cho con này thì mình mới bảo thôi gạo chịu nghẹo chịu khó ăn, nhịn ăn cùng gạo. Mình mang bát hạt mình để lên trên chồng sách, quên mẹ luôn, không nhớ gì cả. Thế là con gạo nó lên, con nghẹo nó lên, nó đói, con nó lên nó tìm ăn. Con nghẹo thì trèo được, con gạo thì giờ không trèo nữa rồi, giờ béo quá không trèo nổi. Thế con gạo nó trèo lên thì đây chồng sách như này, cái cây máy tính như này, con kia nó lộn kiểu như là nó đứng ở trên này, xong rồi nó chổng mông lên, xong rồi nó cúi đầu xuống để nó với hạt ở dưới để nó ăn ấy. Trông rõ khổ. Thế tự dưng thấy con đấy nó trèo lên nó với, xong rồi hạt rơi đất thì mình nhớ ra là chắc mẹ quên không cho ăn. Thế là mang bát hạt xuống thì nó lại ăn được. Thuê PT cho mèo đi. Ui mẹ, người còn chả có PT cho mèo nữa, lắm chuyện lắm cơ. Một con sen vô trách nhiệm á. Thì bởi vì người ta không nhớ được nên là người ta mới đổ đầy bát hạt đấy. Mà đổ đầy thì con này nó có ý thức đâu. Nó cứ vớ đấy là nó ăn thôi, nó không có nể nang, nó không có suy nghĩ gì cả. Thế nên nó mới thành như thế này đấy mọi người. Chứ có ai muốn đâu, cũng muốn nó kiểu thon gọn vừa vừa thôi, béo vừa vừa tròn tròn thôi thì dễ thương này, béo quá. Em đừng có mà giang hồ nha. Cảm xúc lẫn lộn sau khi xem nàng tiên cá. Mọi người xem nàng tiên cá chưa? Mọi người xem nàng tiên cá chưa? Trời ơi, uống miếng nước cái đã khát nước. Phim rất hay không nên coi. Phim rất hay không nên coi. Mình không biết là mình nói ra là có spoil, chắc không spoil đâu đúng không? Mình nhận xét với cả cái phim này nó cũng có chuyện, nó cũng giống chuyện cổ tích mà, nó cũng không có gì bất ngờ cả. Mọi người cũng biết thừa là nó sẽ diễn biến như thế nào rồi ấy. Có biết không ta? Nên mình sợ là mình cái cảnh bà nhóm lên sợ vãi. kinh hãy vào lờ đừng đi xem nha anh em. Xem gì đừng xem, đừng xem đợt tiên cá. Sau khi xem cảm giác cá rất ngon đó. Ô kìa. Chết mất rồi. Còn cá nhân của mình xem á thì nó như thế nào nhỉ? Để mình phải nói trước về cái cảm giác của mình trước khi mình đến rạp cơ. Là ngày xưa mình thích đợt tiên cá lắm.
các bạn xem vlog của mình thì biết là mình hay bảo là mình rất thích nàng tiên cá trong tất cả các công chúa của Disney, tại vì là kiểu nàng tiên cá là một nàng công chúa mạnh mẽ này, có khát khao này, có cái chính kiến riêng này, có mơ ước này, tức là dám theo đuổi những gì mình thích và theo đuổi người mình yêu ấy, tức là rất là mạnh mẽ luôn. So với cả Cinderella, với cả xem so với các nàng công chúa khác chỉ biết khóc thôi, thì nàng công chúa này nói chung là ok rồi, đúng không, ok hơn đúng không, thì mình thích tiên cá hơn. Và mình rất là mong chờ cái bản live action này. Mình thấy mọi người kiểu như là chê nhiều lắm, nhưng mà mình vẫn nghĩ là một cái hãng phim lớn như thế thì người ta không thể ngu được, người ta kiểu gì người ta cũng phải làm ra một cái bộ phim gì đấy nó hay, hay theo kiểu của người ta. Có thể là mọi người khó chấp nhận vì nó không giống với cả bản gốc thôi, tiên cá không da trắng với cả tóc đỏ thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái hay riêng của nó ấy. Mình vẫn kỳ vọng như thế, mình vẫn chờ đợi như thế, mình vẫn kiểu như là có một cái tia hy vọng gì đấy á, kiểu mình chờ đến cái ngày nó ra luôn. Thế nên là hôm đấy mình stream quảng cáo một ca xong cái là mình đi xem luôn đấy, mình đi xem luôn và mình vẫn khao khát chờ đợi hy vọng lắm. Cho đến khi mình đến rạp mọi người. Thật ra thì nói thế nào nhỉ, mình không biết là diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, kiểu như là nó khó tả quá, nó cứ ngang ngang như đéo rồi. Nó kiểu như là nó sẽ ok, điều đấy không phải là tiên cá ấy, kiểu khó tả quá. Mình không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, nhưng mà thực sự là một bộ phim nhiều bất ngờ. Xem cứ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thôi, kiểu như là thỉnh thoảng tiên cá vừa lẫn vào bóng đêm là không nhìn thấy cá đâu, kiểu nó đen túi lùi luôn ấy, nó đen đến cái nỗi mà FBI, open up. Ê, mình không có ý gì phân biệt chủng tộc da màu gì luôn nha, có rất là nhiều người da màu đẹp luôn, chỉ là mình cảm giác là nó không hợp trong cái hoàn cảnh đấy, trông nó cứ làm sao ấy, nó cứ kiểu hoặc là do cái ánh sáng của phim đấy nó tối quá, kiểu như là tiên cá mà bơi vào chỗ tối là mình sẽ không thể nào thấy cá đâu ấy mọi người, không biết tại sao nữa mà phim nó rất là nhiều cảnh tối luôn. Có một số cảnh kiểu như là nàng tiên cá lúc mà hoàng tử mở mắt ra ấy, hoàng tử mình không biết hoàng tử có giật mình không, nhưng mà mình giật mình. Ôi trời ơi, lúc mà hoàng tử mở mắt ra nhìn thấy tiên cá cúi đầu xuống ấy, mình nghĩ là hoàng tử ngất đi là đúng đấy, tại vì nếu mà là mình thì mình cũng ngất nữa. Ui, mình giật cả mình luôn hả các bạn, luôn mình với cả hàng đàm, mình đi xem cùng hàng đàm ngồi bên cạnh hàng đàm giật cả mình không giật mình. Cái lù quá, cái gì mở mắt ra mà cúi xuống thế này, xong rồi đẹp thù ít nhất thì đánh cái đèn nó cho mặt người ta nhìn đến mặt cái gì cúi xuống không nhìn đến mặt mũi gì cả không. Eo ơi, thề luôn, khó tả thực sự ấy. Có một số cái cảnh kiểu như là ở trên thuyền dãy nữa. Thề luôn ấy, kiểu nói chung là cái phim nó cứ đưa mình từ cái hết giật mình này đến giật mình khác ấy mọi người. Xong rồi nó còn đầu đấy cái cảnh mà bò trên mỏ đá mà mọi người bảo ấy, cảnh đấy thì mình cũng chưa kịp giật mình, hàng đàm đã giật mình trước rồi. Và nói chung là xem phim nhiều bất ngờ. Mình cũng thấy phim nó thú vị theo một cách riêng đấy. Với cả phim nó có cái thông điệp khá là hay, thấy mọi người cũng khen nhiều, kiểu như là chị nữ chính ấy bị mọi người chê bai nhiều quá, nhưng mà bản thân chị vượt lên chính mình ấy, vượt lên cả những cái lời chê bai đấy để vào vai nàng công chúa này kia, thì cái đấy rất là đáng tuyên dương nhá. Mà thấy mọi người khen thì mình cũng thấy hợp lý, nhưng mà thực sự thì đấy là mình đứng ở vị trí của người ta thôi, chứ còn đứng ở vị trí của một người đi xem và một người thích nàng tiên cá thì mình vẫn cảm thấy nó thật sự là khó tả, thật sự là ngang, thật sự là như phim hài ấy mọi người, nó như phim hài luôn, nó kiểu như là ngồi vừa bất ngờ vừa buồn cười nữa, thực sự là phim tấu hài luôn. Rất là có tám đó. Xong rồi mấy cái đoạn cá nhảy múa rồi cua nhảy múa làm nó cũng hơi ảo ma, kiểu nhìn nó hơi giả chân ý, thì cũng không thấy ok lắm. Giọng hát nữ chính thì rất là hay ấy, nhưng mà mình chốt lại thì mình thích phản diện hơn. Ui xinh vậy cất luôn. Chị mình không biết chị là chị nào luôn, lần đầu tiên nhìn thấy con quen, nhưng mà lúc chị vừa xuất hiện cái xong rồi kiểu cả giáp ô. Thế luôn, cả giáp ô. Cái lúc mà tiên cá bò trên mỏm đá, cả giáp cũng cười, cũng kiểu hốt hoảng ấy. Hoàng tử lên chọn phải diện, ui xinh lắm, mới xinh đến cái mức mà kiểu mà xinh lại còn vào vai cơ, tức là chị kiểu diễn cái vai phản diện ấy hợp ấy, không phải hợp đâu mà diễn đạt ấy mọi người. Còn tiên cá mình thấy nó cứ cực cứng sao ấy, nó cứ kiểu như là từ đầu đến cuối đúng một cái mặt, đúng một cái biểu cảm, không thấy được niềm hạnh phúc, không thấy được cái sự đau khổ. Đến cả cái lúc bố nó suýt hy sinh vì nó mà nó vẫn mặt nó vẫn cứ chờ sao ấy, kiểu là mình không cảm thấy là tiên cá có cảm xúc lắm ấy. Đến cả tức là mình cảm thấy là cái hoàn cảnh đến nên có những cái cảm xúc mạnh mẽ hơn ấy, kiểu như là bố nó hy sinh vì nó này, xong rồi lại lúc mà cả tộc người cá ra để tạm biệt các thứ, chả thấy cảm xúc mẹ gì, thấy đơ đơ, thấy sao ấy, xem kiểu hơi hụt hẫng tí. Hơi hụt hẫng tí, nhưng hát hay. Nói chung là đã bênh được mọi người, mình pha tiên cá mình thấy mọi người chửi
không bình được, không biết nói gì hơn nữa. Đi xem lại không thì không. Cuộc sống khó khăn của người hướng nội. Em inbox rồi đó, chị có thể rep em được không? Thế thì chị phải stream xong chị mới trả lời được. Em thích ảnh nào thì em gửi luôn cạnh đấy cho chị nhá. Chị hay bị ngại nhắn tin nhiều ấy. Ê, mình là người introvert đấy mọi người. Mình là người sống... mình là người hướng nội ấy. Đéo tin. Đang tính nói cái gì quên mẹ mất luôn. Mình đang tính nói là mình là người hướng nội. Hướng nội nha. Xong rồi hôm bữa thì mình có... tức là kiểu khi mà mình làm việc với cả các bên ấy, thì mình sẽ có một cái... thường thì sẽ làm việc qua một cái group. Kiểu group đấy là sẽ có người của bên team mình, người của bên team kia để nói chuyện với nhau. Thì lúc nào mình cũng sẽ ép Tây vào để nói chuyện hết. Thì nhưng mà hiện tại thì Tây đang ở Sài Gòn nên là mình là người phải kiểu như là phải trực tiếp ký hợp đồng. Bình thường là người ta gửi hợp đồng qua là Tây sẽ nhận, xong Tây đưa cho mình ký, xong Tây mang đi gửi các thứ, Tây làm việc và nói chuyện hết với người ta. Okay. Nhưng mà đợt này không có Tây ở đây, thế là mình phải tự ký hợp đồng xong mình gửi cho người ta. Mình gửi đến cho chị đấy thì kiểu như là cùng ở Hà Nội nên là mình gửi Grab đúng không? Đúng, đúng. Thì Grab mang qua đến nơi thì mình thấy là Grab trừ tiền của mình rồi, tức là đã đến, đã gửi được rồi ấy. Nhưng mà mình lại cãi quá không muốn nhắn tin hỏi chị đấy là chị đã nhận được chưa. Mình phải nhắn tin cho Tây bảo là bạn ơi bạn hỏi xem là chị đã nhận được hợp đồng chưa nhé. Xong Tây lại phải nhắn tin cho chị kia hỏi là chị ơi chị đã nhận được hợp đồng chưa. Xong chị bảo chị nhận được hợp đồng rồi. Xong Tây lại nhắn tin cho mình báo với mình là chị nhận được rồi ấy. Tức là mình bị sợ nói chuyện với mọi người ấy, mình nói hết tại sao nữa. Mình là người hướng nội hoàn toàn luôn. Nên là mình bị ngại nói chuyện, mặc dù là mình có thể nhắn tin hỏi chị đấy là chị ơi chị nhận được hợp đồng chưa, nhưng mà mình nhắn tin cho Tây để nhờ Tây hỏi. Kiểu mình là cái đứa mà hướng nội cực kỳ luôn. Nên là trong có một số trường hợp mình phải giao tiếp và mình phải nói chuyện thì mình giao tiếp nói chuyện thôi, chứ còn đa phần thì mình sẽ thường trốn tránh ấy. Kiểu mình như vậy và già lòng vòng quá. Từ ngày xưa mình đã vậy rồi, kiểu mình luôn mình đi ra ngoài mình đi làm mình luôn kiểu lảng tránh nói chuyện và lảng tránh giao tiếp ấy. Các bạn có biết là ngày xưa mình làm một năm ở GTV, mình làm hơn đúng tròn một năm xong mình nghỉ ấy, thì lúc ấy là mình làm streamer ấy, là mình đến công ty nha, là mình đi thẳng vào trong cái phòng stream luôn. Tức là công ty sẽ có một cái bàn làm việc cho mình ở bên ngoài cùng với mọi người. Đấy, trong cái khu văn phòng là sẽ có một cái bàn riêng đấy, có một cái máy tính để cho mình ngồi ở đấy mình làm. Nhưng mình không làm ở đấy, mình chui vào trong cái phòng stream ấy. Cái phòng stream đấy thì nó sẽ nhỏ hơn, chật hơn. Nó chỉ để vừa một cái bàn, một cái máy tính và một cái ghế thôi. Nói chung là nó nhỏ lắm, nó chật lắm. Nhưng mà mình cảm thấy ở trong đấy rất là thoải mái. Sẽ có những người mà ví dụ như là những người hướng ngoại và những người thích nói chuyện ấy, sẽ cảm thấy ngồi trong đấy rất là buồn và rất là ngột ngạt. Mọi người sẽ thích ngồi ở bên ngoài để nói chuyện hơn. Nhưng mà mình không, mình đến công ty là mình chưa tỏ ra trong đấy luôn. Mình ngồi trong đấy đến tận tối luôn. Tối xong rồi bắt đầu đến khoảng tầm 5:30 chiều ấy. Chứ đi đá thì phải ra ngoài. Phải cầu 5:30-6 giờ chiều mọi người đi làm về hết rồi. Lúc đấy mình mới thò đầu ra, mình sang Vinmart mình mua một cái bánh bao, xong mình lại chui trong đấy mình ngồi ăn xong rồi mình stream luôn. Mình stream đến tầm 12 giờ thì mình đi về. Là ngày xưa mình làm như thế luôn ấy. Mình không có đi ra ngoài nói chuyện với ai cả. Kiểu bị sợ giao tiếp ý. Mình, tức là bây giờ thì mình giao tiếp được. Ngày xưa thì mình còn kiểu nói chuyện với mọi người thì mình còn ngập ngừng ấy, cả mình còn ấp úng cơ. Bây giờ thì mình nói chuyện được, mình không thích nói chuyện ấy, kiểu đấy. Kiểu mình cũng ngại nói chuyện ấy. Mình cũng nghiện giao tiếp nhưng mà thích giao phối á. Đấy. Tỏ lão. Sorry children.